Em ngày tháng em ghi vào bên trong kìa. Ngày em ghi ngày hôm nay ngày 16 tháng 7 năm 17. Đấy em ghi vào trong làm kỷ niệm. Cái này chuyển về phố nào đây anh? Tức là phố Triều Khúc à hay là Chiến Thắng? Anh biết chỗ con gái đúng không? Cầu Viêu. À đấy, chạy em chạy lên dịch lên trên chỗ nhà máy sơn, chỗ ủy ban nhân xã Thanh Liệt đấy. Lên đấy khoảng cây nữa. À, ủy ban nhân dân xã Thanh Liệt. Xã Thanh Liệt á? Vâng. Vâng. Đấy, chỗ nhà con gái lên nhà máy sơn. Đấy. Rồi rồi rồi. Chỗ đấy là thôn gì anh? Thôn Trà. Thôn Trà. Vâng. À vâng. Sau anh lên Google anh sơn nhà ủy ban nhân dân xã Thanh Liệt tập thể khai. Rồi rồi rồi. Ủy ban dân xã Thanh Liệt hình như là thế là nó ở ngoài anh nhỉ? Em đoán. Tức là chưa đến cầu Biêu đúng không? Qua cầu Biêu thì phải đi lên đường Kim Giang. À đi đường Kim Giang. Vâng, đi đường Kim Giang bên thì đến một bên là rẽ hơn vào đường nhà máy sơn bên trái này thì đi lên khoảng. Tức là chính là đường Kim Giang phải không ạ? Vâng. Vâng được rồi, tí nữa ghi giấy cho anh được không?